Bắt đầu từ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2021, cơ sở 2 bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông. Theo quyết định số 1853 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cơ sở 2 bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh Tiền Giang được triển khai tại trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, có quy mô 150 giường. Cơ sở 2 của bệnh viện dã chiến số 3 có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nghi ngờ, người nhiễm COVID-19, tổ chức khám điều trị cho những người nhiễm virus SARS-CoV-2, tiếp nhận theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2, phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng để cách ly và điều trị riêng, chuyển những trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng cần can thiệp đến bệnh viện dã chiến số 2 hoặc bệnh viện tuyến trên để theo dõi và điều trị tiếp. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp đến trao quyết định giao nhiệm vụ cho đồng viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chống dịch như chống giặc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ bệnh nhân và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cơ sở điều trị của bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh. Hiện tại cơ sở 2 của bệnh viện dã chiến số 3 được biên chế 33 cán bộ y tế, 11 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và 9 cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có ban giám đốc, để tổ chức điều hành nhanh chóng hoàn thành mọi hoạt động để tiếp nhận điều trị và chăm sóc bệnh nhân của cơ sở.